Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài số 1. Nối các từ ở cột A với các nghĩa được giải thích ở cột B cho phù hợp. Ta có các từ hạnh phúc, may mắn, tốt đẹp, phúc đức. Các từ này sẽ phù hợp với lời giải nghĩa nào sau đây? Điều tốt lành để lại cho con cháu do ăn ở tốt theo quan niệm truyền thống. Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện. Điều tốt lành tình cờ đến đúng lúc, được như mong muốn. Chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của các từ nhé. Trước hết, ta lựa chọn nghĩa của từ phúc đức. Phúc đức là điều tốt lành để lại cho con cháu do ăn ở tốt theo quan niệm truyền thống. Như vậy, ta tìm hiểu được nghĩa của từ phúc đức. Tiếp theo, với nghĩa trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện của mình, đó chính là nghĩa của từ hạnh phúc. Tiếp theo, điều tốt lành tình cờ đến đúng lúc, đó chính là sự may mắn. Và cuối cùng, điều mà mình được như mong muốn, đó là những điều tốt đẹp đến với mình. Thông qua bài tập này, các con đã được giải nghĩa thêm các từ và từ đó con cũng có thể nhận diện được chính xác nghĩa của từ hạnh phúc, đó là trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện của mình. Chúng mình tiếp tục vận dụng tiếp ở bài thứ hai.